Mọi người nhé, hôm nay hướng dẫn mọi người sử dụng cái máy làm sữa hạt của Carlyle nhé. Đây, con này cối thủy tinh mọi người nhé, lưỡi dao xay nhuyễn nhé, lưỡi dao được cải tiến nhiều đấy ạ. Đấy, cái này là để hấp nhé mọi người. Để hấp là mọi người đổ nước vào trong đây này, xong mọi người cho cái này vào nhé. Đấy, mọi người hấp rau củ quả hay là bánh bao ấy thì mọi người chọn chế độ hấp nhé. Đấy, mọi người chọn chế độ hấp, đổ nước vào và cho cái này vào và cho cái đồ muốn hấp vào đây nhá. Còn đây là nắp này, nắp của máy đấy ạ. Nắp của máy thì mọi người lắp vào nhá. Lắp vào mọi người phải lắp đúng nhá, lắp sai là máy nó không chạy đâu ạ. Đó, mọi người lắp nhá, lắp cái tay cầm nó phải thẳng nhá, lắp lệch là máy sẽ báo lỗi nhá. Đấy, nếu mọi người mà xay sinh tố thì mọi người cho cái này vào và chọn chế độ xay sinh tố, xay hoa quả nhé. Đấy, nếu mọi người nấu sữa hạt ấy, thì mọi người lắp cái nắp này vào. Đấy, nếu nấu sữa hạt thì lắp cái nắp này vào nhé. Đấy, nấu sữa hạt thì lắp vào. Rồi, máy sẽ bao gồm cốc đong này. Đấy, mọi người đong theo cốc nhé. Đấy, đây là vệ sinh máy này, mọi người lưu ý vệ sinh máy là không được làm ướt riêng cái cối này là không được làm ướt cái đế đen này nhé, cái đế đen phía dưới này là không được làm ướt nhé. Mọi người rửa kiểu gì rửa bên trong nữa, đừng để làm ướt bên ngoài, ướt bên ngoài sẽ báo lỗi nha, máy sẽ không chạy nhá. Rồi còn về máy, cái tay cầm này khi mọi người nắp nó sẽ hơi bị chặt nhé. Mọi người dùng lực thật mạnh vào nhé. Đây, mọi người nắp ấn chặt xuống này. Đấy, xong mọi người kéo mạnh về đây. Đây nhá, đây là cái phần bảng điều khiển của nó đây. Đây, mọi người muốn làm cái món gì thì mọi người nhấn nhá. Đây là làm sữa hạt nhanh này. Đây là nấu cháo này. Đấy, mọi người chọn chế độ nhá. Ví dụ như mình muốn làm sữa hạt thì mình bấm vào làm sữa hạt này. Đấy, sau là mình bấm khởi động. Đó, như thế này là máy bắt đầu chạy nhá. Đấy, nên nó có rất nhiều phần ấy, có còn phần vệ sinh máy. Vệ sinh máy là khi mà mọi người sử dụng xong, mọi người đổ nước đến 1.4 lít nhá, sau là mọi người nhấn vào phần vệ sinh máy thì ấn khởi động. Đấy là máy nó sẽ khởi động cho mọi người, nó sẽ vệ sinh cho mọi người đế và dao và một nửa cối như ở bên trên, mọi người sẽ tự vệ sinh nhá. Máy này rất là khỏe nha mọi người, nấu sữa là bao mịn luôn đấy ạ.